Bạn đến bao lạc quê tôi, ngọt ngào tiếng đàn then mời bạn á ơi, gọi nàng ơi tình cảm mời anh, mời khách lên quê tôi một lần, nơi trung tâm vùng huyện miền Tây. Các dân tộc nơi đây mến khách ơi, ơi nước sông ngâm góc cách lời du. Sao chúc thông vi vu do tôi ơi, ơi nhờ công cuộc truyền đổi đảng ca, thu hẹp dần xóa nhà rốn nát, các cơ quan trường trạm các ngơi trang. Nhà cao tầng ngày càng đua mọc ngã ơi, ơi nơi điền xa cũng khắp mọi nơi, 16 xa đường xe đã tới, thị trấn chợ phố núi quê tôi. Sông Gâm có cá chiên món lạ ơi, ơi có mật ong rừng, có cá thịt chua. Hoàng tính ngà thu ô đường quý ơi, ơi đường thiên nhiên ưu ái ban ơi cho. Có mang bào mang cô cả gắp, thịt bò khô đãi khách ngon cơm. Mùi cơm lam sen thơm mùi cơm má ơi, ơi xoài quê tôi miên tròn miên chê, xuân trường cam mần lê nổi tiếng, xưa hầu ngọn có tiếng thương à, quê hương thôi trên đà phát triển, đời không dần chuyển nhiễm âm no. Sông Điêu có cầu to vững chắc ơi, ơi mời bạn thăm sướng chúc bạn ngà, tiếng mây hòa lời ca vui nhộn, rừng trúc phàng trải giống mênh người mông. Đường gia đình phùng quý giáp má ơi, à ơi miếu bán nhọn nổi tiếng cách xa. Hà thủ ôi
năm qua biếu bạn á ơi. Nếm thơm là đặc sản thôn quê, chia tay nhau ta vì mảnh quê, hẹn lần sau lại ghé đến thăm.